hơn không? Em vô em nói với hai bạn đó đi để không biết con bé là ai. Mở đường báo chí cho đi xuất hành. Bích máy làm gì đấy? Quý rồi. Thank you.
quay mình lùi cái tay xíu được không? Lùi đây. Không lấy tiếng cho tay để làm để thì thực tế là mình đặt mục tiêu thì cố gắng là mà cao nhất trong cái việc trong cái sự nỗ lực làm việc đã đầu tốt thì trước mắt thì mình mục tiêu là cố gắng làm sao mà mình vào top để mình đạt được AC trong đây nhưng mà trước mắt là phải chờ với đội bóng để mà đạt mục tiêu chính xác hơn nữa là việc tuyển chọn mà chúng ta cũng làm các nước cua tàn sát rồi tôi nghĩ là อันนี้จะโฟกัสอยู่ที่นักเตะเวียดนามก่อนเพราะว่าในสโมสรเนี่ยถ้าเรามีนักเตะในประเทศที่ดีเนี่ยนักเตะต่างชาติต้องการความช่วยเหลือจากนักเตะในประเทศเป็นหลักถ้านักเตะต่างชาติเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมาเติมเต็มในส่วนนั้นแต่อยากจะให้เราจะโฟกัสอยู่ที่นักเตะในประเทศก่อนเพราะว่าในสนามเนี่ยนักเตะในประเทศมี7คน8คนลงประตูด้วยต่างชาติแค่3เองดังนั้นเราเคยเป็นฟอร์เรนเนอร์มาก่อนเนี่ยเราก็เลยคิดว่าฟอร์เรนเนอร์ต้องการประเทศดังนั้นถ้านักเตะในประเทศต่างชาติใครมามันก็จะทำให้ประเทศความจำยึดความตับจุ่มของหูหนอยแล้วเส้นสั้นนะผีขาเส้นสั้น11 người thì 8 người là cầu thủ hướng nội rồi. Nếu mà cầu thủ nội mình làm tốt, không tốt thì cầu thủ ngoại thì người ta sẽ hỗ trợ thêm thôi. Thì mình tham khảo ảnh sẽ tập trung vào cầu thủ nội nhiều hơn. Trước khi trở lại Việt Nam thì cô có tìm hiểu về các cầu thủ Việt Nam không? Và còn anh Gia Lai là như thế nào trong cái nhóm hàng đầu Việt Nam? Còn anh Việt Nam thì cô có tìm hiểu về Việt Nam. Đã được tư chính trong một số bước rồi. Còn là tâm lý trực tiếp gặp sau hồi một ngày vậy. Cũng có anh đang đi coi để mẹ tìm hiểu theo dõi liên tục và anh em cũng biết đó trong quân đội là một của anh Gia Lai.